Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay sẽ là một cái video dành cho những bạn học sinh, sinh viên khi mà các bạn có không nhiều tài chính để mua nước hoa. Và năm chân hoa mình giới thiệu sắp tới đây sẽ là năm mùi hương có cái giá dưới 1 triệu đồng, có thể sử dụng vào nhiều dịp khác nhau. Và để xem đó là những cái tên nào thì đừng quên việc là like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để mình nhận được những cái video mới nhất, để chúng ta cùng nhau bắt đầu video. Và nếu như chưa biết mua nước hoa ở đâu thì cũng có thể tham khảo đường link phía dưới phần mô tả, cũng như là nhập cái code của mình để xem có giảm giá hay không nha. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Ở vị trí số 5 đó là một chai nước hoa mà các bạn có thể dễ dàng search trên mạng mà thấy được có rất nhiều giá của em nó, và đảm bảo là em nó luôn có giá dưới 1 triệu đồng. Đó chính là Nautica Voyage. Đây, chai nước hoa này mình cũng có rất nhiều những cái video review cho đến phòng cho đến khách mời rồi, và các bạn có thể dễ dàng search được là có rất nhiều người làm review về em này. Và với một cái tông mùi đó là dưa chuột mở đầu, dry down về sau là một cái mùi khá là sạch sẽ, thì đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể sử dụng rất là tốt cho mùa hè. Và dành cho những anh chàng nào mà không muốn, các bạn học sinh sinh viên là một chuyện, và hoặc là những anh chàng nào mà không muốn quá đầu tư quá nhiều tiền cho nước hoa, mà chỉ cần một cái mùi hương gọi là mang lại một cảm giác dễ chịu, mát mẻ và lúc nào cũng sạch sẽ, thì Nautica Voyage là một cái lựa chọn rất là ok. Và chai nước hoa này thì sử dụng vào mùa hè càng nóng thì mùi hương của nó càng tốt, thì đó là một cái điểm cộng rất lớn. Nautica Voyage cho một cái phần chai nước hoa dưới 1 triệu đồng cho 100ml. Ở vị trí số 4 đó là Acqua di Gio Perfume. Không, chai nước hoa này làm gì có giá dưới 1 triệu đồng đâu. Cái giá ở đây là cái giá mình để thẳng, mình xem thẳng từ store nhá. Và em này không hề có giá dưới 1 triệu đồng. Ở đây, 360 Red của Pirelli. Thì chai nước hoa này mình cũng đã có hẳn một cái video làm riêng về em nó rồi. Thì nếu như bạn chưa xem thì mình cũng có thể để link ở phía trên cho bạn xem cụ thể hơn về mùi hương này. Thì đây là một chai nước hoa nó có mùi khá là giống với chai nước hoa Acqua di Gio Perfume mà mình vừa mới dơ lên ấy, giò than gọi là giò trắng ấy. Mùi hương của nó thì quá là nổi tiếng rồi. Gần như là các bạn, mình nghĩ rằng là chỉ cần ở tuổi tầm 20 tuổi mà các bạn quan tâm đến bản thân một chút thôi thì các bạn cũng có đều gửi qua mùi hương của Acqua di Gio Perfume rồi. Và đây là một cái phiên bản mình đánh giá là nó là phiên bản nâng cấp, khi mà mở đầu nó sẽ có phần dày hơn và có một phần hơi cay nhẹ ở mũi khi mà có nốt hương tiêu. Và dry down về sau thì mùi hương có phần dày dặn hơn và nó có chiều sâu hơn, cũng như là nhờ cái nốt hương tiêu và những cái nốt hương khác được thêm vào trong chai nước hoa 360 Red của Pirelli này thì mùi hương nó sẽ bám tỏa tốt hơn. Khi mà Acqua di Gio nó chỉ bám được khoảng tầm 4 đến 6 tiếng ở trên da, còn em này thì bám được tầm 6 đến 8 tiếng, thậm chí là tốt hơn. Và đây là một cái mùi hương sử dụng rất là đa dụng và gần như là chai nước hoa quốc dân. Đây là DNA, là DNA quốc dân, nên là chắc chắn 360 Red của Pirelli là một cái lựa chọn tốt hơn, cũng như là có cái giá ngon hơn ở trong cái phân khúc dưới 1 triệu đồng, dành cho những anh chàng nào mà thích cái kiểu hơi kiểu một cái mùi hương cam chanh mát mẻ rồi thêm một chút gì đó kiểu bụi bặm, thì Acqua di Gio Perfume và 360 Red của Pirelli này là một cái lựa chọn vô cùng tốt. Vừa rồi chúng ta có hai mùi hương sử dụng trong mùa hè. Vậy thì mùa đông hay là đi hẹn hò thì chúng ta có một cái mùi hương ngọt nào không? Thì có đó. Đó là Salvatore Ferragamo Apple. Thì đây là một trong những chai nước hoa mà được Jeremy Fragan, hay còn gọi là một cái YouTuber rất nổi tiếng mà có một cái lượng sub khổng lồ, gần như là lớn, mình không biết là có phải lớn nhất thế giới hay không, nhưng mà anh ta luôn luôn có những cái video gọi là hai một chai nước hoa xong rồi chê, xong rồi hai xong rồi chê. Nhưng mà đây là một trong những cái chai nước hoa mà anh ta review mà mình đánh giá là nó rất là ngon ở trong tầm giá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy Salvatore Ferragamo Apple Black. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi tiêu khá là rõ, kết hợp cùng với cam chanh, nhưng mà một chút cam chanh rồi, và các bạn thấy một cái vị ngọt của một cái vị ngọt và hơi phấn của oải hương cùng một chút đậu unca. Dry down về sau thì các bạn nên thấy oải hương rõ hơn, và cái mùi hương nó có cái xu hướng là hơi hơi giống những cái đồ mỹ phẩm mà nó mang cái cảm giác hơi bột rồi đậu đôn ca ngọt nữa. Thì đây là một cái mùi hương vô cùng là nịnh mũi, thì nếu như có dịp thì mình sẽ làm một cái video review cụ thể. Và em này thì nó sẽ dành cho những bạn học sinh, sinh viên mà các bạn thích mặc quần âu sơ mi, hay đơn giản gọi là mặc đồng phục, hoặc là các bạn nam đi làm rồi nhưng mà các bạn chưa có quá nhiều tiền để có thể mua hay là để may những cái bộ sút đắt tiền, hay là mua những cái chiếc sơ mi đắt tiền ấy, thì đây là như kiểu là các bạn lựa chọn mua một bộ may sẵn
từ những cái thương hiệu thời trang không nổi tiếng hay là kể cả những cái thời trang từ Trung Quốc, nhưng các bạn sẽ là một cái hình ảnh, đó là các bạn sẽ chỉ chu hơn, các bạn sẽ chỉnh sửa, các bạn sẽ cắt may làm sao cho bộ quần áo đó hợp với bạn. Thì đây là một cái mùi hương như vậy, nó không quá tốt, nó không phải gọi là quá tuyệt vời, nhưng mà với mình thì đây là một cái mùi hương an toàn và hoàn toàn có thể sử dụng cho dân văn phòng và theo cái đuổi theo phong cách là lúc nào cũng lịch sự chỉ chu. Và đây là một mùi hương có thể sử dụng vào rất tốt đi hẹn hò. Nếu như mùa hè thì các bạn nên cân nhắc về số lần xịt một chút thôi, còn mùa đông thì đây là một lựa chọn tốt mà các bạn, nếu như các bạn không muốn đầu tư tiền quá nhiều, và giá thì cũng dưới 1 triệu đồng cho 100ml. Ở vị trí số 2, đó là một chai nước hoa đến từ nhà Lush, đó chính là Dirty. Chai nước hoa này thì cũng đã có một cái video mình review mới gần đây thôi. Thì nếu như bạn nào thích một cái mùi hương mà nó mang cái nét xanh mát và bạc à, thì Dirty là một cái lựa chọn vô cùng tốt ở trong tầm giá. Khi mà chắc còn tầm 7 đến 800 nghìn là các bạn có thể lựa chọn một chai 30ml, không phải 100ml nhá, 100ml là nó sẽ đắt hơn, nhưng mà các bạn có thể dễ dàng mua được một chai 30ml. Và những cái sản phẩm của nhà Lush này thì mình cảm thấy rằng là nó luôn luôn có một cái DNA rất là riêng, và gần như rằng là mình đánh giá bọn dân chơi nước hoa bọn mình thì luôn luôn đánh giá rất là cao những cái sản phẩm của nhà Lush. Nên là em này là một cái mùi bạc hà rất là tuyệt vời để cho anh em sử dụng mùa hè. Và như mình nói, như mình review trong cái video kia thì mình có nói rằng là em nó mở đầu như kiểu là các bạn đi vào trong một cái vườn rau sẽ có một ngày chút ngái ngái từ rau mùi này, rồi cái vị the xanh từ bạc hà, cái vị đất ẩm, rồi mùi hương thì khi mà dry down nó sẽ có một cái phần quen thuộc như kiểu những cái mùi kem đánh răng bạc hà. Thì đây là một cái mùi hương mà các bạn xịt mùa hè các bạn không lo về vấn đề bị ngốt, và đặc biệt là em nó thì bám tỏa rất là tốt. Nên là nếu như bạn nào thích một cái mùi hương đặc biệt và có cái xu hướng xanh xanh như vậy thì nên thử qua Dirty của nhà Lush. Ở vị trí số 1, đó là một sản phẩm đến từ nhà Fairy, nó perfect. Thì các bạn nghe Fairy thì các bạn sẽ nghĩ rằng là nó sẽ làm về nước hoa, à nó sẽ làm về siêu xe chứ làm gì về nước hoa, đúng không? Các sản phẩm thì không biết là liệu giá gì không. Nhưng mà với mình đây là một cái mùi hương có thể xài rất là ok, và các bạn có thể lựa chọn làm mùi signature scent. Thì mình phải nói luôn trong này là một cái nốt hương rất đặc biệt, đó là nốt hương sung. Thì mình đã có một cái video review về em Dolce & Gabbana K, là một chai nước hoa mới ra mắt và nó có một cái mùi hương sung khá là ok, khá là tốt và nịnh mũi, khá là béo này, nịnh mũi và ngọt. Thì ở đây chúng ta có một cái mùi sung nó chân thật hơn, nó nam tính hơn. Khi các bạn xịt cái mùi hương của Fairy Noble Fix ra thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là một cái nét xanh đắng chát đến từ như kiểu là những cái cành cây, và cái vị chát đến từ rất đặc trưng đến từ quả sung. Và khi mà mùi hương nó biến chuyển thì các bạn sẽ nhận thấy là mùi hương ở đây thì nó có phần bùi này, béo này, chát vẫn có, và nó cảm giác nó tạo cái hiệu ứng hơi kiểu giòn giòn ấy, rất là thích. Đây mà mình vừa xịt, mà trước khi review thì trước khi quay mình đã xịt cái mùi hương ở đây, thì mình phải nói rằng là đây là một cái mùi hương rất là lạ mũi, mà mình đảm bảo rằng là nếu như các bạn sử dụng cái mùi hương này là mùi signature scent ấy thì các bạn sẽ không đụng hàng với bất cứ ai cả. Uầy, ngửi ở đây không hiểu sao là hay là tại mình thích cái nốt hương sung, nhưng mà khi mà ngửi cái mùi sung ở đây mình cảm thấy là đây là một cái mùi rất là nam tính, nó có một cái độ ấm nóng nhất định, nhưng mà vẫn có thể rất là xài tốt vào mùa hè. Mùi hương này nếu như lên da là nó sẽ ấm hơn một chút nữa, và nó sẽ có một cái độ ngọt và béo nữa đằng sau. Và toàn bộ thì đây là một cái mùi hương mình mà nói rằng là vô cùng lạ mũi, nịnh mũi, và phải nói rằng là nó không đụng hàng với bất kỳ mùi hương nào mình đã từng ngửi ở trong cái phân khúc dưới 1 triệu đồng, thì đó là Fairy Noble Fix. Và mùi hương này thì lưu ở trên da mình ở mức độ tầm 6 đến 8 tiếng khá là ok, và độ tỏa hương ở tầm nửa cánh tay đổ ra một chút thôi, nó không được quá là nhiều, nó không phải là bốc tỏa nghi ngút. Và những cái sản phẩm của nhà Fairy này còn có rất nhiều những cái sản phẩm hay, thì các bạn nếu như các bạn quan tâm thì bạn có thể search ở trên mạng về những cái chai nước hoa của nhà Fairy, cũng có rất là nhiều mùi các bạn có thể thử được. Và vừa rồi đó là 5 gợi ý nhanh của mình về những cái mùi hương ở cái phân khúc dưới 1 triệu đồng cho những bạn học sinh, sinh viên hay những bạn nam nào mà không muốn đầu tư quá nhiều về nước hoa. Thì trong đây có những cái mùi hương rất là quen thuộc, và cũng có những cái mùi hương rất là lạ như là Dirty, như là Noble Fix.
thì các bạn nên thử qua, thậm chí những người chơi nước hoa thì mình đánh giá đây đều là những cái mùi hương đáng để các bạn sưu tập. Và nếu như các bạn thấy video hay hay là các bạn đã sở hữu qua những chai nước hoa này rồi thì đừng quên việc các bạn có thể bình luận ở bên dưới cũng như ấn nút like, share và ấn nút chuông để có thể nhận được những thông báo về những cái video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.